Xin chào các bạn, là Dũng đây. Thì hôm nay Dũng sẽ mời các bạn đi với Dũng để mua cái bảo hiểm cho xe mô tô của Dũng. Bây giờ cái ngày nó cận lắm rồi. 21 tây tháng 5 này là hết ngày bảo hiểm. Thành ra Dũng sẽ đi mua, với lại cũng lâu rồi mình không có chạy xe, thì hôm nay các bạn đi vào một vòng với Dũng nha, cho cái bình điện của xe nó được sạc. Các bạn thì xe đã lâu quá không chạy, giờ mình phải bơm xăng lên 3 lần cho nó có xăng lên đều trong. Rồi, ok, giờ chúng ta sẽ đề máy để mà nó nhớt lên. Ok, mình đi các bạn ơi. Đây các bạn mua vô đây mua bảo hiểm. Còn đây là chỗ xét xe, thì nó nằm cái chỗ của công an giao thông luôn, thành ra cũng an tâm, cho nên mình mua bảo hiểm ở đây.
mua bảo hiểm cho xe. Mua bảo hiểm cho xe. Xe mô tô đúng không? Thì chỉ cần đưa cà vẹt các bạn là được rồi. Vậy có cần chứng minh không chú hay cà vẹt thôi? Cà vẹt luôn, tự chủ xe luôn đúng không? Cà vẹt chủ xe. Rồi được rồi, vậy là được rồi. Ủa có mua được cho xe tay ga không hay là chỉ xe số xe phân khối lớn hả? Xe nào cũng được. Vậy giờ bán con luôn chứ xe tay ga luôn. Đưa xe cà vẹt thôi. Mua luôn bảo hiểm xe cho xe của vợ mình luôn. Cái này luôn đi cô. Tại vì xe vợ Dũng từ ngoài Hà Nội đem vào thì chưa có mua bảo hiểm mới. Thành ra thôi mình mua luôn. Cái mô tô là 86.000 không cô? Còn xe máy? Cái nào xe máy cũng vậy, nhưng mà muốn mua loại 60 cũng được, còn riêng chiếc mô tô là bắt buộc phải mua 80. Cái xe máy mà 86 là nó là như thế nào cô? Có nghĩa là bắt buộc mức nó lớn rồi nó phải vậy em. Dạ. Cái nào cũng hai người hết. Cái này mua loại 60 hay 80? Nó khác nhau nhiều không? Hả? Nói chung là 60 là trách nhiệm em chịu thân, còn 80 là có hai người ngồi trên xe, nhưng mà thường thường tao mua 80. Rồi lấy cái 80 luôn. Cái này dễ đứt đôi, để một hai bữa đứt. Em ship mua qua vậy, chủ yếu là thấy cái tôm cái này. Cái này lấy cái này là bao nhiêu tiền tất cả? Cái này đây 66 rồi, với đây 2 người. À. Đây các bạn. Cái này là xe mô tô. Để mình coi. Năm mươi chín và 2078 rồi xe cái xe tay ga của vợ là từ hôm nay mà Hà Nội vô thì chưa mua bảo hiểm, giờ mình mua có ok hơn, đi đường này kia nó cũng thoải mái hơn. Thì 29B1 35280. Rồi ok ổn rồi. Hai xe 150. Đó cái nón này có nặng lắm không? Nó nhẹ. Nón thể thao thành ra nó làm mà không có nặng.
Dạ dạ, dạ thôi được rồi. Dạ không sao, dạ, cảm ơn chị. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ thôi được rồi, không sao. Dạ. Bạn. Thì tôi bảo hiểm cho hai xe rồi. Mấy bữa mình cũng tính đi mua cho xe của vợ luôn rồi, nhưng mà tại không có thời gian. Thì tiện hôm nay được thì mình mua luôn một lần luôn. Xe đi đường này kia rồi nó cũng dễ dàng một tí. Rồi đây là cái cũ thì còn dùng được tới 21 cây. Đấy là đây là 282. Để đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 282 Lê Văn Lâm Bình Thạnh. Thì cái xe của Dũng nè, lúc trước là mình xét xe ở đây, lấy biển số ở đây nhớ bạn. Giờ xong rồi á, giờ mình đi về nhé bạn. Thì công việc chỉ có như đó thôi, cũng đơn giản, không có gì nhiều. Thì ở đây là tà lái này kia, mấy anh làm ăn bên ngoài nhiều lắm các bạn, cho nên là cũng cuộc sống mà người ta thường cần khách, thành ra mình cũng thông cảm một tí. Nhưng mà nếu mà bạn biết cách thức này kia làm với tàu điện cái cuối cái thì bạn tự làm nó vẫn ok hơn. Dũng đã về tới nhà rồi các bạn. Thì Dũng xin kết thúc video ở đây và hẹn các bạn ở video sau nha các bạn. Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và sức khỏe. Hân ái, chào tạm biệt các bạn.